Vì sao nới lỏng giãn cách được 3 giờ, Bạc Liêu quay lại thực hiện chỉ thị 16? Sau 3 giờ nới lỏng giãn cách, từ 3 giờ ngày 23 tháng 8, tỉnh Bạc Liêu quay lại thực hiện chỉ thị 16 và phong tỏa toàn thành phố Bạc Liêu, bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Bạc Liêu chuyển sang giãn cách theo chỉ thị số 15 gạch chéo CT gạch ngang TTG của Thủ tướng Chính phủ. Đến 1 giờ cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu họp khẩn với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã thành phố liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của ngành y tế, trong đêm ngày 22 tháng 8, trên địa bàn phát hiện 4 f không liên quan đến một nhân viên của công ty tài chính F88 ở trọ tại thành phố Bạc Liêu qua công tác truy vết. Bước đầu ghi nhận 177 F1, hàng trăm F2, ngành chức năng phong tỏa 8 điểm với hàng trăm hộ dân. Theo nhận định, ca nhiễm có yếu tố dịch tệ phức tạp liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. Sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định cách ly, phong tỏa toàn thành phố Bạc Liêu kể từ 3 giờ ngày 23 tháng 8. Thị xã Giá Rai và các huyện còn lại của Bạc Liêu sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trước đó, ngày 21 tháng 8, tỉnh Bạc Liêu quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị số 15 gạch chéo CT gạch ngang TTG của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 trừ các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao và các khu vực phong tỏa. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.